tham dự chương trình em rất vui, nhận được năm đầu sách, học được nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp và rất là bổ ích cho việc khởi nghiệp bản thân trong tương lai. Hôm nay em rất vui khi được tham gia chương trình này. Em rất cảm ơn Trung Nguyên đã mang đến hành trình từ trái tim với lại những quyển sách và những điều bổ ích và những bài học hành trang cho sau này để em lập nghiệp. Cái buổi tọa đàm ngày hôm nay là rất có ý nghĩa và rất quan trọng đối với các em học sinh sinh viên, hướng dẫn cho các em và chỉ cho các em nuôi cái ngọn lửa của mình cho cái tương lai của mình sắp tới sẽ như thế nào để các em có thể thành công trên đường đời sau này. Hãy đọc sách, bởi sách chính là người thầy mà đôi khi đọc lần thứ hai, lần thứ ba họ vẫn sẽ quay trở lại cùng với đồng hành với mình, bền bỉ với mình. Và tôi hy vọng là Trung Nguyên cũng sẽ chọn lọc để đưa ra những quyển sách mới hơn, tốt hơn cho các bạn để có một cái hành trình như Mai Lâm đã từng thay đổi cuộc đời từ sách. Và Nguyên rất là vui mừng khi mà sắp tới, chương trình sắp tới thì Tập đoàn Trung Nguyên sẽ đưa ra những cuốn sách mới để dành tặng cho các bạn sinh viên, học sinh bên cạnh 5 cuốn sách nền tảng đổi đời này.